Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người vẫn thẳng thắn chỉ trích viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine, hôm nay đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev để hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky. Chuyến đi diễn ra một ngày sau khi Hungary đảm nhận chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu EU. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Viktor Orbán tới Kiev sau hơn một thập kỷ. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hai bên đã thảo luận về quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực như thương mại, hợp tác xuyên biên giới, cơ sở hạ tầng, năng lượng và nhân đạo. Thủ tướng Hungary Orbán cho biết, ông đã đề nghị Tổng thống Ukraine ngừng bắn trong cuộc xung đột với Nga để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình. Ông Orbán mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và tham gia vào việc hiện đại hóa nền kinh tế Ukraine mối quan hệ giữa Hungary và Ukraine đã trở nên căng thẳng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, khi Budapest thường phản đối các nỗ lực của EU nhằm hỗ trợ Kiev. Trong khi đó, Ukraine mong muốn có sự ủng hộ của Hungary, vì nước này phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ tài chính và quân sự từ liên minh gồm 27 quốc gia thành viên.